Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh. Chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa vì chúng ta lại có cơ hội để chúng ta được học hỏi lời Chúa với nhau trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa hội thánh, một trong những vấn đề mà không những con cái Chúa mà kể cả người ngoài cũng hay thường quan tâm, đó là cái sự giàu và nghèo. Ngoài cái vấn đề người ta quan tâm đến là trình độ học vấn hay là cái đạo đức ra, thì người ta hay quan tâm đến là người đó giàu hay nghèo. Tương tự như vậy đối với hội thánh, khi mà chúng ta đang sinh hoạt ở trong một hội thánh và chúng ta nghe nói về một hội thánh khác, thì thường thường chúng ta cũng quan tâm đến là hội thánh đó có lớn không, có đông người hay không, và đó là một hội thánh giàu có, thịnh vượng, hay là một hội thánh không giàu có, thịnh vượng. Kính thưa hội thánh, như vậy thì như thế nào thì gọi là một cơ đốc nhân giàu có? Như thế nào thì gọi là một hội thánh giàu có? Thông thường khi mà chúng ta đưa ra một cái nhận định, hoặc là chúng ta đưa ra một cái tiêu chuẩn để đánh giá về một hội thánh giàu có, nó tùy thuộc vào những gì mà cái hội thánh đó đang sở hữu. Ví dụ như là cái hội thánh đó có đông người, hội thánh đó có những cái tòa nhà lớn, và trong cái tòa nhà đó thì có nhiều những cái gọi là dụng cụ, các cái vật dụng, ban nhạc, dàn nhạc, hoặc là loa âm ly, và tất cả những cái dụng cụ, những cái phương tiện ở trong hội thánh đó là những vật dụng nó rất là hiện đại, nó rất là nổi tiếng. Và bên ngoài hội thánh đó thì chúng ta nhìn thấy được có những cái khuôn viên rộng, có nhiều nơi để xe hơi, và có nhiều những cái tài sản khác nữa. Còn bên trong hội thánh thì ở trong đó có nhiều những người giàu có nhóm này, trong đó có nhiều những ông chủ, bà chủ, có nhiều những doanh nhân, có nhiều những đại gia, và có nhiều những người tri thức, có nhiều những cái người vĩ nhân ở trong cái hội thánh đó. Thì thông thường là chúng ta đưa ra một cái nhận định, đó là một hội thánh giàu có, đó là một hội thánh thịnh vượng, hội thánh quy mô và hội thánh lớn. Tuy nhiên rằng đó chỉ là cái quan điểm, cái thước đo về sự giàu có của con người, của chúng ta. Thế thì còn cái quan điểm của Chúa, cái thước đo của Chúa, cái lượng giá của Chúa Giêsu về một hội thánh giàu có như thế nào? Chúng ta hãy cùng học hỏi lời Chúa để chúng ta có thể xem cách mà Chúa Giêsu định lượng, cách mà Chúa Giêsu đưa ra một tiêu chuẩn về hội thánh giàu có là như thế nào. Chúng ta cùng học ở trong sách Khải Huyền đoạn 3. Chúng ta cùng nhập với nhau từ trong câu số 14 cho đến hết đoạn. Tôi xin được đọc. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng: này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hầm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Xong ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lổ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Mua những áo trắng, hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta của trách xử phạt. Vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Kính thưa hội thánh,
Hội thánh Laodicea là một trong 7 hội thánh mà Chúa Giêsu phục sinh đã viết thư cho. Và hội thánh Laodicea là một hội thánh rất giàu có thịnh vượng ở trong thời bấy giờ. Cả xứ sở Laodicea là một xứ sở rất giàu có. Họ có 3 cái nghề đặc trưng để đem đến sự giàu có. Thứ nhất, đó là nghề kinh doanh ngân hàng. Ở tại xứ sở Laodicea lúc bấy giờ, hầu như các ngân hàng lớn của thế giới của thời bấy giờ tập trung tại xứ Laodicea. Và như chúng ta biết, ở nơi nào có nhiều các cái cơ quan ngân hàng để mà ở kinh doanh, để mà cho thuê mượn về tài chánh, thì nơi đó là cái nơi rất giàu có và thịnh vượng. Thứ hai, ở Laodicea có một cái nghề, đó là dệt vải tơ tằm. Vải tơ tằm của xứ Laodicea nổi tiếng thế giới thời bấy giờ, và cái sản phẩm này đem xuất khẩu rất nhiều nơi trên thế giới. Thứ ba là họ có một cái gọi là thuốc gia truyền để mà nhỏ mắt, thuốc của họ rất là hiệu nghiệm. Và vì cớ ở Laodicea có 3 cái nghề nghiệp như vậy rất nổi tiếng, cho nên người dân xứ sở Laodicea rất là giàu. Và khi họ giàu có như vậy thì ở trong hội thánh cũng có rất nhiều người giàu có. Ở trong đó có rất nhiều những doanh nhân, những doanh nghiệp, những đại gia và những người giàu có. Tất nhiên là tòa nhà trong hội thánh của họ chắc chắn là cũng sẽ rất nguy nga và rất hiện đại. Và có lẽ là những phương tiện mà họ sử dụng thời bấy giờ thì đó là những phương tiện có thể nói là hiện đại nhất thời bấy giờ. Và với một cái bối cảnh như thế thì hội thánh rất giàu có. Nhưng mà trong con mắt của Chúa Giêsu Christ thì Chúa lại không cho rằng hội thánh đó là giàu có. Và Chúa Giêsu nói như thế này: người ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hầm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhạt ngươi ra khỏi miệng ta. Tại sao mà Chúa Giêsu phục sinh ngài lại đánh giá về hội thánh đó như thế? Tại sao ngài lại nói rằng hội thánh đó hâm hầm, không nóng, không lạnh? Và quan điểm của Chúa là Chúa muốn nhả cái hội thánh, Chúa khạc cái hội thánh đó, Chúa ghê gớm, Chúa ghê tởm và Chúa rất là khinh chê cái hội thánh này. Tại sao thế? Ở trong câu 17, Chúa nói rất rõ ràng: ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Xong, ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lộ. Họ nói rằng ta giàu có rồi, ta không cần gì nữa. Bởi vì trong hội thánh xuất hiện rất nhiều những người giàu có. Và khi họ giàu có như vậy thì tất nhiên là những khoản tiền dâng của hội thánh cũng rất là giàu có thịnh vượng. Vì họ giàu có thịnh vượng cho nên họ lấy tiền là một công cụ hữu ích nhất. Tiền là một phương tiện tốt nhất cho họ. Tất cả mọi nan đề của họ đều được giải quyết bởi tiền. Bệnh tật ngay lập tức đã có nhà thương, bệnh tật ngay lập tức đã có bác sĩ. Khi họ cần xây dựng một vấn đề gì đó, tiền phương cách cho họ. Khi họ cần mua sắm bất cứ một vật dụng gì thì tiền là giải pháp đem đến câu trả lời cho họ. Và trong những điều như thế này thì hầu như Đức Chúa Trời ngài không có cơ hội để ngài bày tỏ chính ngài trong hội thánh. Và khi họ ở trong cái bối cảnh giàu có như thế thì họ đang làm chủ hội thánh. Họ không cần phải cầu hỏi Đức Chúa Trời nhiều. Họ không cần vật lộn để tìm biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ cũng không cần kiêng ăn cầu nguyện để tìm giải pháp đến từ Đức Chúa Trời. Bởi vì lúc nào họ cũng có những giải pháp ở trong tay của họ, đó là tiền. Và cuộc sống quá dễ dãi đối với họ, một cuộc sống quá thoải mái. Họ không còn tin cậy một cách mạnh mẽ vào Chúa. Và Chúa không còn hành động trong hội thánh. Chúa không phải là chủ của hội thánh. Chúa Giêsu lúc đó ngài chỉ còn là một cái tên gọi. Ngài chỉ là cái bình phong. Ngài chỉ là cái cớ để cho hội thánh nhân danh Chúa để nhóm lại. Nhưng mà sự nhóm lại của họ không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Những công việc của họ làm hầu như không có ý muốn của Chúa ở bên trong. Và vì vậy cho nên Đức Chúa Trời bị loại bỏ. Chúa Giêsu chỉ còn là cái bình phong, và Đức Thánh Linh hầu như không có cơ hội để lãnh đạo hội thánh của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta biết rồi, Chúa Giêsu là đấng đã mua hội thánh, và chính Đức Thánh Linh là đấng đã lãnh đạo hội thánh ngày hôm nay. Nhưng mà trong thời buổi bây giờ, hội thánh Laodice họ làm chủ hết. Họ bước chân vào hội thánh, họ coi họ như là những vĩ nhân, họ coi họ như là những doanh nhân, thay vì họ phải tự nhận biết rằng họ là những tội nhân được ơn cứu rỗi của Chúa. Thì họ lại cho họ rằng không phải là những tội nhân, mà họ cho họ là những doanh nhân, họ cho họ là những vĩ nhân, và họ cho họ là những con người có quyền để mà họ quyết định mọi sự trong hội thánh của Chúa. Chính vì vậy cho nên Chúa Giêsu ngài nói rằng họ là hội thánh hâm hầm, không nguội cũng không nóng, không nóng cũng không nguội. Và đó là cái hội thánh mà Chúa Giêsu ngài kinh tởm. Đó là một hội thánh nghèo. Chúa Giêsu nói là ngươi nói rằng ngươi giàu, nhưng mà ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lổ. Kính thưa hội thánh, nếu như bây giờ một người nào đó mà bảo rằng đó là một hội thánh nghèo ngặt, đó là một hội thánh đuôi mù, đó là một hội thánh lõa lồ, thì những người trong hội thánh đó và nhiều người khác nữa sẽ cho rằng cái người đó đánh giá một cách sai lầm. Người đó không có con mắt để nhìn. Người đó là người cực đoan, là người đó là người có cái đức tin quá mê muội. Nhưng ở đây chính Chúa Giêsu, một hội thánh giàu có như thế, nhưng mà chính Chúa Giêsu ngài đã xác định rằng đó là một hội thánh nghèo, một hội thánh lõa lồ, và họ khổ sở. Vì sao thế? Bởi vì họ lấy đồng tiền để họ mua tất cả, họ lấy đồng tiền để họ đánh đổi những gì họ cần. Nhưng mà họ cũng thừa biết rằng tiền đâu có mua được sự cứu rỗi, chỉ bởi đức tin họ mới có được sự cứu rỗi của Chúa. Họ biết rõ rằng tiền đâu có mua được sự bình an. Cho dù họ là đại gia, cho dù họ là doanh nhân, cho dù họ là doanh nghiệp, nhưng nếu họ không xác định rằng họ là một tội nhân được ơn của Chúa cứu, thì họ không bao giờ họ có thể nhận được những phước hạnh đến từ thiên đàng. Tiền của họ sẽ không bao giờ mua được sự bình an. Tiền của những doanh nhân giàu có đó cũng không bao giờ mua được hạnh phúc cho riêng mình. Có rất nhiều người nhiều tiền, đầy tiền nhưng thiếu hạnh phúc. Có rất nhiều người nhiều tiền nhưng mà thiếu sự bình an. Có rất nhiều người thừa tiền nhưng mà thiếu tình yêu của Thiên Chúa. Có những người rất nhiều tiền nhưng mà lại thiếu quyền năng, thiếu sự tha thứ, thiếu lòng nhân từ, thiếu lòng thương xót và thiếu đi sự công chính. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu không xác nhận rằng đó là một hội thánh giàu có thật. Tất nhiên về phương diện của con người thì không thể chối bỏ được rằng đó, hội thánh Laodice là một hội thánh giàu có. Nhưng đó chưa đủ. Chúa không bài bác, Chúa không khinh chê sự giàu có đó. Nếu như hội thánh Laodice có một sự giàu có thứ hai, có một sự giàu có mà Chúa Giêsu khuyên, bởi vì họ giàu có về đời này, nhưng mà họ lại nghèo ngặt, đuôi mù, lõa lồ về những sự ban cho của Đức Chúa Trời. Và Chúa Giêsu đã khuyên cái hội thánh đó là: ta khuyên ngươi đã mua vàng từ lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Cái sự giàu có mà họ đang có đó chưa đủ. Họ cần phải có một cái sự giàu có mà Chúa muốn. Đó là gì? Đó là vàng thử lửa của Chúa để cho họ trở nên giàu có thật. Đó là đức tin. Và cái điều thứ hai mà họ thiếu đó là họ thiếu sự công chính. Ở trong hội thánh vì cớ tiền bạc làm chủ, một hội thánh nào mà tiền bạc đã làm chủ, một con người nào đã để tiền làm chủ, thì hội thánh đó không bao giờ có sự công chính. Đồng tiền sẽ làm ngang ngửa cán cân, đồng tiền sẽ làm cho nghiêng lệch cán cân. Và vì cớ họ đã thiếu sự công chính, cho nên Chúa khuyên họ điều thứ hai, đó là mua những áo trắng
hầu cho ngươi mặc vèo và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi phải lộ ra. Áo trắng ở đây nói đến một cái áo của sự công chính. Hội thánh Laodice vì có giàu có cho nên họ đã không có tin cậy vào sự công chính. Kẻ nào có tiền kẻ đó thắng, kẻ nào nhiều tiền kẻ đó thắng, kẻ nào nhiều tiền kẻ đó sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn. Không, đó không phải là những điều mà trong hội thánh của Đức Chúa Trời cần có. Hội thánh của Đức Chúa Trời cần phải có sự công chính. Cần hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh phải có đức tin. Hội thánh của Đức Chúa Trời là hội thánh phải có cái nhìn của Đức Chúa Trời nhìn. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu ngài khuyên họ điều thứ ba, lại mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt người, hầu cho người thấy được. Kính thưa hội thánh, họ có con mắt tự nhiên, đó là con mắt của những người giàu có. Và họ lại có một cái loại thuốc sức mắt nổi tiếng gia truyền từ bấy giờ. Nhưng mà Chúa Giêsu vẫn nói rằng không, người hãy mua thuốc sức mắt đặng mắt ngươi hầu cho thấy được. Vì sao mà Chúa Giêsu nói như thế? Là bởi vì họ có đôi mắt nhưng mà họ chỉ thấy những cái gì thuộc về xác thịt. Họ thấy những cái gì mà cả thế giới con người đều thấy. Họ không thấy những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Họ không thấy được những sự vinh quang, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Họ cũng không thấy được sự lõa lộ của chính mình. Chính vì họ không thấy được vinh quang của Chúa cho nên họ không thấy được tình trạng khốn khổ, lõa lộ của mình. Giống như câu chuyện của Esai, tiên tri Esai, nếu như ông không đối diện với vinh quang của Chúa ở trong đền thờ thì có lẽ là tiên tri Esai sẽ không thấy được sự khốn khổ của mình, không thấy được sự lõa lộ của mình. Ông không thấy. Nhưng khi ông mở mắt ra, ông thấy được sự vinh quang của Chúa, ông thấy được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, thì lúc đó ông mới nhìn lại, ông thấy mình lóa lồ, ông thấy mình khốn khổ, ông thấy mình là một tội nhân, và ông phát ngôn rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, tôi là một kẻ có môi dơ giấy ở giữa một cái dân tộc cũng có những cái loại môi dơ giấy ấy. Kính thưa hội thánh, và cái hội thánh Laodice này, họ giàu có, họ chỉ nhìn trên cái con mắt giàu có của họ, họ đánh giá, họ nhìn nhận, họ quy ra tất cả mọi sự bằng cái vật chất, bằng cái con mắt thuộc thể của họ nhìn. Họ không có cái nhìn tâm linh, họ không có cái nhìn của đôi mắt thuộc linh. Trong khi đó Kinh Thánh Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta được kêu gọi để không tập trú vào những sự nhìn thấy, mà chúng ta được kêu gọi để tập trú vào những sự không nhìn thấy. Những cái sự nhìn thấy không quyết định được thế giới này, và những cái sự không nhìn thấy đó mới quyết định được vận mệnh của thế giới này. Những sự không nhìn thấy đó mới quyết định được vận mệnh của hội thánh Laodice, và những cái điều không nhìn thấy đó mới quyết định được vận mệnh của chúng ta, của thế giới ngày hôm nay. Tôi sẽ chứng minh cùng với hội thánh, những cái điều mà chúng ta nhìn thấy đó chưa phải là vấn đề quyết định. Ví dụ ở trong cuộc đời của chúng ta, tôi có cánh tay, nếu mà quý vị chặt cánh tay tôi không chết đâu. Nếu quý vị móc mắt tôi cũng không chết. Nhưng nếu quý vị chặt chân tôi cũng không chết. Nếu quý vị cắt tay tôi cũng không chết. Đó là những cái chi thể mà quý vị có thể nhìn thấy. Nhưng nếu quý vị moi tim tôi sẽ chết. Nếu quý vị moi gan tôi sẽ chết. Nếu quý vị moi óc tôi sẽ chết. Những gì mà tôi vừa nói đó là những thứ không nhìn thấy. Tim của chúng ta, gan của chúng ta, mật của chúng ta, dòng máu của chúng ta, trí não của chúng ta, đó là những thứ không nhìn thấy. Những cái không nhìn thấy đó mới quyết định được cái nhìn thấy trong cuộc đời của chúng ta. Tương tự như vậy, đối với những gì thuộc về Chúa, những cái siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời. Người đời còn có câu: trời cho thì không thấy, trời lấy thì không hay. Chúng ta vẫn biết được rằng tất cả những sự giàu có của hội thánh Laodice đó là cũng là do cánh tay của Đức Chúa Trời ban cho. Và những sự giàu có đó cũng không thể quyết định được tất cả, nhưng mà họ để cái sự giàu có đó là một cái thước đo trong cuộc sống của họ. Họ không có mở mắt tâm linh ra, họ cũng không muốn nhìn thấy những điều lạ lùng của Đức Chúa Trời. Họ không muốn mở mắt tâm linh ra để họ khám phá được những điều mầu nhiệm, những điều vĩ đại, những điều tốt lành của Đức Chúa Trời mà con mắt thuộc thể này, con mắt của thế gian kia cũng không thể nào khám phá được. Vì vậy cho nên Chúa Giêsu ngài nói rằng hãy mua thuốc sức mắt, đó là sự sức dầu của Đức Thánh Linh.
Đó là quyền năng của Đức Thánh Linh, sức cho đôi mắt của họ để cái con mắt thuộc thể, cái con mắt của xác thịt ấy, nó phải bị đóng lại, để rồi con mắt tâm linh, con mắt bệt trong của con người có thể được mở ra, để có thể ngắm xem được vinh quang của Thiên Chúa. Kính thưa hội thánh, trong cái giới hạn ngắn như thế này, chúng ta không có thể nói được hết cái phân đoạn kinh thánh này. Và chúng ta chỉ nói đến điều là ở trong câu 18, Chúa Giêsu nói là: ta khuyên ngươi hãy mua vàng tự lựa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có. Vàng tự lựa ở đây nói đến điều gì? Ở trong Phi Ơ Rơ Nhất đoạn 1 câu số 6 và câu số 7: anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, hậu dầu đã bị thử lửa, xanh đang ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Chúa Giêsu nói rằng hãy mua vàng thử lửa, và ở trong Phi Ơ Rơ Nhất đoạn 1 câu số 7 đó là: hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, xanh đang ngợi khen tôn trọng. Kính thưa hội thánh, chúng ta có thể lấy câu kinh thánh này để minh chứng cho điều mà Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu chê trách hội thánh Laodice là một hội thánh thiếu sự công bình, là một hội thánh không có cái tầm nhìn của thuộc linh, và hội thánh Laodice không có đức tin. Chúng ta biết rằng họ có cái gì họ cũng có rồi, cho nên họ không cần phải sử dụng đức tin. Chúng ta cần xây dựng một căn nhà, chúng ta cần mua một chiếc xe, chúng ta cần có những phương tiện để chúng ta sử dụng để phục vụ Chúa. Chúng ta đều phải lấy đức tin cầu nguyện với Chúa và tin quyết rằng Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng người ở trong hội thánh Laodice, họ không cần sử dụng đức tin, bởi vì tất cả mọi giải pháp đã có trong tay của họ, đó là tiền. Và ở đây Chúa Giêsu nói rằng họ thiếu đức tin, cho nên họ không thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 11 câu 40 nói rằng khi các ngươi tin, các ngươi sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ở trong Mác đoạn 9 câu 23 nói rằng mọi sự đều được cho kẻ tin. Không phải là mọi sự đều được cho kẻ có tiền, không phải là mọi sự đều được cho các doanh nhân, không phải là mọi sự đều được cho các đại gia, không phải là mọi sự đều được cho các vĩ nhân, nhưng mà mọi sự đều được cho các tội nhân đã được Chúa tha thứ và tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta xem Chúa Giêsu đã nói như thế, và Kinh Thánh nói ở trong Roma đoạn 1 câu 17 đó là người công bình thì sống bởi đức tin. Và ở trong Hebrew đoạn 11 câu 6 nói rằng và không có đức tin thì không có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài hay thưởng cho những kẻ tìm kiếm Ngài. Không có đức tin thì không thể nào ở cho đẹp ý Chúa được. Vậy hội thánh Laodice có đức tin không? Khi họ đầy rẫy tiền bạc và họ đầy rẫy những phương tiện, họ lấy những cái điều đó để cung cấp cho những cái nhu cầu của họ. Vì vậy họ không có đức tin. Nhưng mà họ phải biết rằng tiền của họ cũng không mua được sự mầu nhiệm của Chúa. Và chúng ta hãy xem hội thánh thời ban đầu, hội thánh thời ban đầu giàu có như thế nào. Và chúng ta xem câu chuyện của Chúa Giêsu, Ngài đã thể hiện sự giàu có của thiên đàng ở trong hội thánh như thế nào. Kính thưa hội thánh, vậy chúng ta cùng xem Đức Chúa Giêsu và hội thánh đầu tiên đã bày tỏ sự giàu có của hội thánh thời đầu tiên như thế nào. Chúng ta xem câu chuyện ở trong Tin Lành Giăng đoạn 8. Trong câu chuyện này nói về người đàn bà tà dâm. Người đàn bà tà dâm bị người ta bắt quả tang. Và ở trong thời Cựu Ước thì người đàn bà mà bị bắt quả tang khi phạm tội tà dâm thì người đó sẽ bị tử hình bằng cách là ném đá cho đến khi chết. Và ở đây người đàn bà xấu nết này bị bắt được là đang phạm tội tà dâm, và người ta, những thầy tế lễ, những thầy thông giáo, rồi những người lớn tuổi, những người trẻ tuổi có, họ bắt được một bằng chứng và họ đưa người đàn bà này đến trước mặt Chúa Giêsu. Và họ nói với Chúa Giêsu là: thưa thầy, người đàn bà này bị bắt khi đang phạm tội tà dâm quả tang. Chiếu theo luật pháp Môi-se thì người này sẽ bị ném đá chết. Còn theo thầy thì thầy sẽ làm gì? Quả thật người ta đang gài bẫy Chúa Giêsu, bởi vì chắc chắn rằng người đàn bà này
sẽ bị luật pháp của Môi-se xử tử. Bây giờ Chúa Giê-xu đã rơi vào một cái tình trạng phải nói là rất khó khăn. Nếu mà Chúa Giê-xu nói rằng đúng, theo luật pháp Môi-se, ai phạm tội tà dâm quả tang phải bị ném đá chết, các ngươi hãy đem người đàn bà này đi ném đá. Nếu mà Chúa Giê-xu trả lời như thế thì sự có mặt của Chúa Giê-xu ở trong cái thế giới này có ích lợi gì không? Chúa Giê-xu xuống thế gian này để chịu chết, để đền tội cho con người, đền tội cho cả nhân loại. Và cả nhân loại đều có tội mà. Huống chi là ở đây, ở trong câu chuyện này chỉ có một người đàn bà phạm tội thôi, mà Chúa Giê-xu không cứu được bà. Thì Chúa Giê-xu xuống thế gian này để làm gì? Ngài làm sao có thể cứu được cả cái nhân loại này? Còn nếu bây giờ Chúa Giê-xu nói rằng không, hãy lấy tình yêu thương và tha thứ cho người đàn bà này. Nếu mà Chúa Giê-xu bày tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời, của Ngài bằng cách là khuyên bảo mọi người hãy tha thứ cho người đàn bà này, thì chính Chúa Giê-xu Ngài cũng đã vi phạm luật pháp của Môi-se. Bởi vì thời bấy giờ luật pháp mắt đền mắt, răng đền răng, không ai có quyền chống lại luật pháp thời bấy giờ. Vì vậy cho nên nếu mà Chúa Giê-xu nói rằng các ngươi hãy tha thứ cho người đàn bà này, thì chính Chúa Giê-xu cũng đã bị phạm tội. Vậy thì cả hai trường hợp, nếu Chúa Giê-xu nói rằng hãy xử người đàn bà này theo luật pháp Môi-se, hoặc là nếu Chúa Giê-xu nói rằng hãy tha thứ cho người đàn bà này, thì Chúa Giê-xu cũng có tội. Người đàn bà đấy vẫn chết và Chúa Giê-xu cũng bị kết tội. Nhưng mà chúng ta xem, đây là cái sự khôn ngoan của thiên đàng, và đây là cái sự giàu có tuyệt vời của thiên đàng. Chúa Giê-xu không nói những cái điều mà chúng ta vừa đưa ra, mà Chúa Giê-xu nói rằng trong các ngươi ai là người không phạm tội thì hãy ném đá trước đi. Một câu hỏi của Chúa Giê-xu trở nên câu định tội cho con người. Tất cả mọi người đều phạm tội. Lời của Đức Chúa Trời nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội, mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và không có ai, không có ai dám cho rằng mình không có tội. Và nếu như người nào bướng bỉnh, nếu như người nào phải nói là có cái sự ngang bướng để sẵn sàng xác nhận rằng tôi không có tội, tôi sẽ ném đá người đàn bà này, thì chính người ấy cũng đã vi phạm lời của Đức Chúa Trời. Bởi vì lời Chúa nói rằng tất cả mọi người đều phạm tội. Và bởi một câu nói đầy khôn ngoan, đầy cái sự mầu nhiệm của Đức Thánh Linh ở trên Chúa Giê-xu, mà Chúa Giê-xu đã làm cho tất cả những người có mặt ở lúc bấy giờ phải thay đổi cách nhìn, phải xấu hổ. Và Kinh Thánh nói rằng người ta lần lượt bỏ đi, những người lớn tuổi đi trước và những người trẻ tuổi sẽ đi sau. Một lời khôn ngoan của Chúa Giê-xu thôi làm cho thế giới thời bấy giờ phải cụp mặt xuống và hóa giải được tình thế. Cái sự khôn ngoan này tiền không mua được. Cái sự khôn ngoan của Chúa Giê-xu, cái sự khôn ngoan của thiên đàng, tiền của người Laodice không thể mua được sự khôn ngoan đó. Và tiền của những con người tự cho mình là giàu có ngày hôm nay cũng không mua được sự khôn ngoan của thiên đàng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai, đó là Phi-e-rơ và Giăng khi mà đi vào đền thờ ở trong công vụ đoạn 3. Và Phi-e-rơ và Giăng gặp một người què. Chúng ta biết một người què ăn xin, một người què ở tại đâu? Không phải là ngoài chợ, không phải là ngoài đầu đường, không phải là xó chợ, mà người què ngồi ngay ở cửa đẹp. Cái cửa này là cửa chính của một cái đền thờ. Và những người đi ra đi vào ở đó không phải là người ngoại bang. Những người đi ra đi vào đó không phải là những con người cùng khổ. Những người đi ra đi vào ở tại đó là những con người thánh thiện, là những thầy tế lễ, là những cái giáo sư, là những thầy Pharisee và những người tin kính với Đức Chúa Trời. Và hàng ngày người này ăn xin ở tại đó. Và chắc có lẽ là những thầy tế lễ, những thầy Pharisee và những người tin kính ở tại đó hàng ngày đi ra đi vào gặp người què này thì cũng có lòng trắc ẩn để bố thí cho cái người què này. Nếu không thì ông ấy đã không ngồi đó để xin nhiều ngày ở tại đó. Và chúng ta thấy một ngày kia một người có đức tin, đó là Phi-e-rơ và Giăng đi ngang qua, và
gặp người què và nói rằng hãy ngước mắt lên và nhìn ta. Người què thì cần gì? Người ăn xin thì cần gì? Người ăn xin bao giờ cũng cần tiền và nghĩ rằng người sẽ được một chút tiền nào đó từ nơi phi error. Nhưng mà phi error nói với người què rằng ta không có tiền, ta cũng không có vàng bạc chi hết, nhưng mà ta có một điều, ta sẽ cho ngươi cái điều đó. Đó là nhân danh Chúa Giêsu, đứng lên. Ta không có tiền, ta không có vàng, phi error nói như thế, nhưng ta có quyền năng, ta có đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời qua danh của Chúa Giêsu Christ. Và phía đó nói rằng nhân danh Chúa Giêsu Christ hãy đứng lên. Người què đã đứng lên và người què sung sướng, người què vừa đi vừa chạy vừa nhảy vừa hát hallelujah, người khen Đức Chúa Trời. Và không phải hát ở ngoài đường, không phải là nhảy múa ở ngoài đường, không phải là nhảy múa ngoài chợ, nhưng mà người què nhảy múa ngay trong đền thờ, ngay ở trước mặt những thầy thông giáo, những thầy Pharisee, những người tiên kính, là những con người ở đâu thì ngồi im ở đó, là những người lúc nào cũng đạo mạo, là những người lúc nào cũng đạo đức. Nhưng mà người què này đã nhảy múa trước mặt họ. Đây là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử cái đền thờ đó cho đến lúc đó. Vì sao mà người què lại nhảy múa? Bởi vì người què này sung sướng, người què này đã được thoát. Và bây giờ người què là người ăn xin rất nghèo khó, nhưng mà bởi đức tin của Phi-e-rơ đã khiến cho người què này từ những con người què để trở nên hết què. Từ một người ăn xin sẽ không còn là người ăn xin nữa, từ là một tội nhân mà sẽ trở nên một thánh nhân. Từ một con người sống để xuống hỏa ngục mà cuối cùng người ấy được về thiên đàng với Chúa. Người ấy từ một con người nghèo ngặt nhưng trở nên giàu có, một con người sung mãn. Chắc chắn rằng ông ấy thoát khỏi cảnh đi ăn xin, thoát khỏi cảnh nghèo, và đó là sự giàu có của Phi-e-rơ. Nói như thánh đồ Phao-lô nói rằng tôi ngó như nghèo khó nhưng tôi làm cho nhiều người giàu có, tôi ngó như không có gì nhưng mà tôi có mọi sự, là bởi vì Phao-lô có đức tin, Phao-lô có ân tứ Đức Thánh Linh, Phao-lô có những sự khôn ngoan, có những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời ban cho để ông phục vụ cho thế giới này. Vì vậy cho nên ông mới nói rằng ngó tôi như không có nhưng mà tôi có mọi sự, ngó tôi như kẻ nghèo nhưng tôi làm cho nhiều người giàu có. Một hội thánh giàu có là một hội thánh phải sở hữu được những cái sản phẩm từ thiên đàng, đó là tình yêu, đó là đức tin. Thì từ đức tin sẽ có quyền năng. Vâng, kính thưa hội thánh, hội thánh không phải là hội chợ là sản phẩm của con người, hội chợ là một tổ chức của con người. Một hội chợ giàu có là hội chợ ở trong đó sở hữu những cái sản vật, những cái tài sản, những cái vật dụng của những công ty, những sự nghiệp nổi tiếng thế giới này. Và những sự giàu có được thể hiện qua cái sự nghĩa là hoành tráng của một cái hội chợ. Nhưng hội thánh không như vậy. Hội thánh không phải là của con người, hội thánh là sản phẩm của thiên đàng. Hội thánh không phải là tổ chức do con người, nhưng mà hội thánh được tổ chức bởi thiên đàng. Vì vậy cho nên hội thánh giàu khác với hội chợ giàu có. Hội thánh giàu có là một hội thánh phải sở hữu được nhiều tài sản của thiên đàng. Hội thánh sở hữu được nhiều tài sản của thiên đàng, đó là một hội thánh có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, một hội thánh có đức tin, đức tin đem đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Hội thánh có sự công chính, hội thánh có ân tứ của Đức Thánh Linh, có bông trái của Đức Thánh Linh. Hội thánh có cái nhìn của Đức Chúa Trời, đó là một hội thánh giàu có. Và tất nhiên khi hội thánh giàu có cả hai mặt, nếu như hội thánh Laodice giàu có về vật chất của đời này mà hội thánh Laodice còn có sự giàu có về đức tin, hội thánh Laodice giàu có về sự công chính, hội thánh Laodice giàu có về thuộc linh, thì hội thánh đó thật là tuyệt vời. Cả hai sự giàu có đã cộng lại làm cho Chúa được vinh hiển, đem đến sự phước hạnh cho thế giới này. Nếu chúng ta xem hội thánh của chúng ta đang là một hội thánh giàu có kể cả hai phương diện, thì tôi tin rằng Đức Chúa Trời cũng đẹp lòng và chúng ta cũng rất yêu quý những hội thánh, những hội thánh giàu có về vật chất, giàu có về tâm linh, giàu có về đời này và giàu có về thiên đàng, giàu có về đức tin. Những phép lạ dấu kỳ xảy ra trong hội thánh, và ở trong hội thánh có nhiều sự công bình, hội thánh có nhiều tình yêu, hội thánh có nhiều những phép lạ xảy ra, hội thánh có nhiều công việc của Đức Chúa Trời, hội thánh có nhiều những dấu ấn của Đức Chúa Trời ở trong đó, thì chúng ta tin rằng đó là hội thánh giàu có. Kính thưa hội thánh, chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, bởi vì lời của Chúa đã chỉ cho chúng ta, để chúng ta noi theo, để chúng ta khao khát, chúng ta ước ao có một cái hội thánh ở trong đó có nhiều những danh nhân và cũng là những tội nhân đã được cứu, có nhiều những vĩ nhân,
Nhưng mà những vĩ nhân ấy cũng đã là những tổ nhân đã được cứu, hạ mình dưới tay quyền phép của Chúa, để rồi Đức Chúa Trời ban cho hội thánh đó không những giàu có về đời này, và không những giàu có về vật chất, nhưng giàu có cả về mặt tâm linh nữa. Giàu có những cái sở hữu, những cái vật chất của đất này, nhưng mà hội thánh cũng giàu có. Hội thánh sở hữu được nhiều cái sản phẩm, nhiều cái điều tốt lành của thiên đàng, để rồi qua hội thánh của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời sẽ bày tỏ vinh quang của Ngài. Qua hội thánh sẽ đem sự cứu rỗi cho nhiều người, qua hội thánh sẽ đem đến nguồn phước cho nhiều người. Thì lúc đó hội thánh mới thật sự là nguồn phước cho thế giới này. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.